Xin chào các bạn, hiện tại bên công ty mình đang có khá nhiều công việc hỗ trợ các bạn trong việc đi siêu chuyển việc. Ví dụ như hiện tại mình đang có công việc làm trong xưởng cơ khí, gia công chế tạo các đường ống nắp trên trần, đường ống phát khí. Địa điểm làm việc các bạn sẽ là tỉnh Saitama. Thời gian làm việc các bạn sẽ từ 8 giờ đến 17 giờ. Một tuần các bạn sẽ được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Mức lương khởi điểm các bạn sẽ khoảng từ 18 đến 32 man và sẽ được tăng dần theo năng lực của các bạn. Vì là công việc làm cơ khí này ưu tiên các bạn có kinh nghiệm làm về cơ khí hàn xì. Nếu các bạn quan tâm thì đến buổi CCMK bên mình để hỗ trợ đăng ký phỏng vấn công việc. Hiện tại buổi CCMK bên mình vẫn thường tổ chức hàng ngày thứ 2, 4, thứ 6 vào lúc 11 giờ, thứ 3, thứ 5, thứ 7, chủ nhật vào lúc 13 giờ. Mỗi buổi bên mình sẽ giới thiệu khoảng từ 30 đến 40 công ty về các lĩnh vực, các ngành nghề khác nhau cho các bạn có thể lựa chọn. Sau khi kết thúc các bạn sẽ được hỗ trợ đăng ký phỏng vấn công việc mà các bạn cảm thấy phù hợp để phỏng vấn. Nếu bạn quan tâm thì hãy số điện thoại 03 6206 0058 để tư vấn cụ thể hơn. Xin chào các bạn.